Xin chào mọi người nha. Hôm nay thì Túc được một hôm đi làm về sớm thì Túc đi ra thăm vườn nha. Mời mọi người đi thăm vườn cùng Túc nha. Hôm nay vườn thì đây là chính tay Túc trồng cũng được một tháng rồi nhưng mà cũng ít ra thăm lắm. Đây, mình thấy cỏ mọc tung tùm luôn rồi. Mọi người thấy không? Nhưng mà thấy lấp ló đằng xa xa đây. Lấp ló này có thành quả này nha. Cà chua nó chín rồi. Bên đây cũng có nè. Bên đây có nhiều lắm nha. Bây giờ mình sẽ dọn cỏ cái khu vườn này coi trong vườn này sẽ mọc ra những trái cây gì nha, có to hay không nha. Mình nghĩ là chắc cũng có quả nhiều lắm nè. Dọn nha. Bây giờ Túc sẽ bắt đầu dọn cỏ nha mọi người. Dao để xem phát hiện trong khu vườn này có những trái cây gì nó to hay không nha. Nhưng mà mình nghĩ là cây dưa leo nó sẽ có một trái rất là to nha. Cỏ mọc um tùm quá rồi. À, mới đút tay vô là phát hiện rồi nha mọi người. Mọi người thấy gì không? Cỏ một bít luôn nè, hai trái khu qua nè, ngon chưa? Qua đã sướng. Mình sẽ dọn hết khu vườn này nha, còn có cái gì nữa nha, còn cây dưa leo nhưng mà nó ở phía trong á, mình sẽ sửa lại cái cà chua này, còn ở đây. Còn vàng mướp đắng này thì cho nó bò ngay ngắn lại. Nhưng mà bỏ cái vườn này bỏ cũng nửa tháng rồi. Mùa hè thì cỏ mọc nhiều lắm. Mình sẽ dọn cho sạch sẽ luôn nha. Chưa hết rồi, thấy hai trái khu qua rồi nè. À, ba trái khu qua luôn. Đây một trái nha mọi người. Mình sẽ bứt cỏ hết nha. Lần sau mình sẽ mua một cái lưỡi hái. Lưỡi hái thì mình gặt cỏ nha. Nhiều lắm. Đúng rồi, phía bên đây. Ở bên Nhật thì có làm là có ăn nha mọi người. Trồng đơn giản như vậy thôi nhưng mà nhiều lắm, nó ra nhiều lắm nha. Cây này là cây húng lủi nha, rau thơm nha, nhiều lắm rồi. Cây nào cây nấy nó cao to. Túc sẽ dọn bớt. Bên Nhật thì đất nó rất là tốt nha. Ôi đang dọn mưa rồi, mưa đào nhẹ nhẹ không sao. Mình đi làm về mình chưa tắm nha. Dọn cỏ xong rồi vô mình tắm luôn để ăn cơm luôn. Hái rau mình ăn rau luôn. Đi làm về thì có quên nó chỉ vậy thôi. Ở Nhật thích có một cái là mình trồng cây trái gì nó cũng tốt hết trơn. Chỉ cần ra ngoài hôm mười nó bán đất phân nè, bán rất là rẻ nè, thậm chí rẻ hơn Việt Nam nữa. Về mình rải xuống đất rồi mình trồng thôi nha mọi người. Ô đi phụ qua nè, tí nữa mình chặt chúng nó rồi. Đang bò lên mọi người. Đây là cái dàn phơi quần áo của mình cũ rồi, mình mang ra đây luôn. Mình tận dụng được cái gì thì mình tận dụng nha. Mình ra siêu thị mình mua thì cũng tốn tiền nhiều lắm. Thôi mình lấy cái đồ cũ mình tận dụng. À,
quá à. Sướng 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 sướng, phát hiện hàng khủng, hàng khủng, hàng khủng rồi nha. Đây, đây phát hiện hàng khủng, hàng khủng. Thấy gì không? Trái dưa leo rồi, đứt luôn. Đây, hàng khủng, hàng khủng nha mọi người. Một trái dưa leo. Cũng may là hôm nay mình ra nha, dưa leo này cũng gần chín rồi. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng ăn được nha. Nhà chồng mà, của nhà chồng. Nay thu hoạch ok rồi. Mình tạm để trên cây cà chua này nha. Đấy. Coi hàng khủng nào nữa không nha. Rau thơm thì mình sẽ chặt bớt nha mọi người, tại vì nhiều quá. Chưa gì hết chặt hàng khủng rồi. Mọi người chỉ cần ra siêu thị hôm 10 nè, đi ra hôm 10 mình mua đất phân gà, phân lợn, phân bò, người ta lên men sẵn trong cái túi thì nó bán chỉ có 300-400 yên một bịch tầm 20 cân, là mình ra mình rải ở cặp cặp mé cái thềm nhà này. Xong rồi mình trộn một ít đất ở ngoài, cát ngoài đó, mình trộn vô. Bắt đầu mình sẽ để khoảng nửa tháng, một tháng cho nó chung hòa lại, mình mới trồng được nha. Trồng rau muống nè, cà chua, dưa leo, củ qua, đậu bắp các kiểu. Túc thì thích trồng cây lắm. Mà đợt mình xuống giống xong rồi mình không có thời gian á, cũng đi quay. À, cuối tuần mình đi quay nhiều chỗ nên là ít có ra thăm vườn. Hôm nay đi ra thăm vườn thì phát hiện hàng khủng quá đã. Ở Nhật thì chỉ trồng được mùa xuân là mùa hè với lại mùa thu thôi, nhưng mà trồng khoảng được 5-6 tháng. Năm sáu tháng nè, năm sáu tháng là mới trồng được cây trái thôi nha. Còn các mùa thì còn khoảng 6 tháng mình không trồng được nha mọi người, tại vì trời lạnh rồi nóng quá thì trồng nó cũng không tốt nữa. Wow, cà chua khách hàng khủng. Tí nữa mình sẽ đưa camera sát ở đây cho mọi người coi nha, để mình dọn trống trống ra, dọn cái lá cà chua đó. Ở Việt Nam thì tôi chưa có trồng khổ qua bao giờ, chỉ trồng những cái cây như xoài, mít nè, sơ ri nè, nhà Túc thì nhiều lắm, bao la luôn. Còn qua Nhật thì Túc mới trồng những cái loại này nha. Mấy cây này là cây ngắn ngày, mình trồng mình ăn liền được. Để Túc sẽ cố gắng dọn cho trống cái chỗ này. Rồi quay cho mọi người coi nha. Mình có cái cây lưỡi hái nhưng mà nó làm lạc đâu mất rồi, không thì mình dọn rất là nhanh nha. Cây đậu đũa nè, chung là khu đất nhỏ nhưng mà mình trồng mọi thứ một cái cộng lại nhiều lắm nè. Đây
cố gắng dọn cho sạch cho cây cỏ, cây cối này nó tốt nha. Có trồng cây hẹ là mọi người. Hẹ thì hành, hẹ, dưa leo, có thịt heo nữa mà là luộc là ok rồi nha. Trong hôm nữa phía dưới đây là cái suối nha mọi người, có cây cẩm tú cầu nữa, tí mình sẽ quay cho mọi người coi. Đợi mình tí này mình dọn cho cẩm trồng. Mình ở quê Việt Nam thì quen với ruộng đồng nha mọi người, vườn rồi các kiểu, những con dung có nhiều luôn mình ha. Cho nó sống, cho nó làm tốt đất. Wow, phát hiện một em sâu. Một em sâu nha mọi người. Vào một em sâu. Đây, em sâu. Mình thấy gì không? Một em sâu này. Xét lấy nét lại nha. Được rồi. Nó có cái càng này nó chích vô mình là coi chừng chạy nọc luôn á. Mình thả nó ra đây nha. Chung là đi làm về mình cũng mệt rồi, mình dọn tí nữa nha. Cái bắp này mình sẽ dọn lên đây. Cũng sắp hoàn thành rồi mọi người, sẽ dọn những cái nào mà tùm trước nha, thì bây giờ cũng sắp tối rồi. Nếu mỗi ngày mình nhổ cỏ tí tí thì mình đâu có cực như vậy, mỗi ngày mình đi làm về thì nó hơi trễ, hôm nay được về sớm cho nên là dọn cỏ thoải mái. Dọn xong cái mình vô mình tắm rồi là lấy rau nè, lấy dưa leo nè, mình ăn cơm luôn. Muỗi cũng nhiều lắm nha mọi người, chắc cỏ nhiều quá cho nên muỗi nó trú. Ăn cái hẹ. Cái đậu này mình sẽ làm cái vàng sao cho nó bò nha. Đậu đũa ngon lắm đấy. Bù hông nhiều lắm nha. Chung cũng sắp hoàn thành rồi mọi người. Mình chỗ này thì nó hơi tùm, có rau muống nè, cà chua nè,
hơi nhiều. Mình sẽ set up lại cái dàn cà chua này lên nha. Nó hơi khó này. Lấy cái giỏ này nha, để tạm cà chua lên đây, tạm cà chua lên đây. Cho nó đừng có bẩn đất là được. Rồi mình sẽ làm cái dàn cho nó sau nha. Rồi trái nó nặng nè. Lá nhiều nha. Sẽ ngắt bớt lá cho nó chống cây nha mọi người. Nhiều chưa? Cà chua thì rất là dễ trồng nha mọi người. Trái thì ăn không hết luôn. Mình sẽ xếp xếp úp lại. Rau muống. Rau muống nó cũng có già rồi nè, vàng rau muống luôn. Đấy, ok, mình sẽ quay cho mọi người coi nha. Này, cà chua đã chưa, đây là trái dưa leo khủng. Đó, thu hoạch bỏ vô gỗ nha mọi người. Dưa leo khủng để muốn nghiêng cái gỗ luôn. Đây là cà chua. Đó, một trái, hai trái, ba trái, ngon chưa? Khổ qua thì nó chưa to nghe mọi người, nó còn bé bé thôi, để lần sau đi. Có trái dưa leo với lại mình sẽ hái rau muống thêm. Dạ, cho khổ qua lên chỗ này nha, cho nó cao lên khỏi mặt đất. Qua trái nha. À, trên đây thì nó đang bò nè. Trái nhỏ 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 thôi. Qua khu bên đây nha, bên đây thì mình được cây cà chua nhỏ, mình sẽ bứng ra trồng sau nha. Này rau muống rồi nè, muống ok chưa? Mình sẽ cắt rau muống nha. Mình sẽ cắt nha, cọng to nè, cọng to trước nha. Ngon lành chưa, xanh mơn mởn luôn. Cái cọng to trước nha mọi người, có cỏ mình làm cỏ luôn. Mình cắt rau mà mũi nó bay vo ve sau lưng, nó chích cái lưng của mình. Chắc mình phải cắt cho nhanh rồi đi vô thôi, để một hồi mũi nó khinh mình đi luôn á. Bên đây nè, người thấy không? Ngon lành luôn. Đây, cái bụi bên đây nè, cọng này cọng lấy nó to. Cắt nó giòn khấu luôn mọi người, tại vì mới trời mưa. Đây, bỏ luôn. Rồi rau muống mình cắt bao nhiêu là đủ rồi nha. Để qua bên đây, ngò gí, ngò gí nha.
tới bụi ngồi gí, cỏ cũng nhiều thôi mọi người, sẽ làm cỏ nha. Làm cỏ bớt, đây là cây mồng tơi hàng ngồi gí này. Đấy, cắt ngồi gí nha. Cắt mà cái mùi thơm nó tỏa tỏa lên. Đó, dễ chịu lắm. Xuống chưa? Tốt chưa? À, đây cỏ nè, cắt cỏ. Ngồi gí. Ô, cây này nó cao nè. Thơm lắm nha, ăn vẫn mềm nha. Rồi, ngồi gí mình cắt bao nhiêu đó thôi. Còn mồng tơi thì mình sẽ để lại nha, lần sau mình thu hoạch tiếp. Rồi, hành. Hành bên đây. Mình sẽ cắt vài ngóc gốc hành nha mọi người. Rồi, lấy tay ngắt luôn nha. Đó. Hành. Nói chung là xét tồ mình trồng là đủ luôn nha. Đấy. Hành. Ok, vài lá thôi để mình nấu canh nha. Rồi qua đây, đây là rau kinh giới, mình mần cỏ cái nó lộ ra, nó sắp tốt rồi. Đây là hẹ nha mọi người, hẹ nè, nhìn cái gốc đó. Hẹ nè, mọi người nhìn cái gốc hẹ nè, đã chưa, mọi người nhìn cái gốc hẹ nè. Mình trồng hồi năm ngoái đó, mà năm nay nó qua mùa đông nó chết rồi, tới mùa hè nó lại lên nha. Nói chung là ăn bốn mùa luôn. Ờ không, nói chung là ăn được mùa hai mùa chứ. Đây là rau lang nha, rau lang cũng ăn được rồi. Đây cái cây mồng tơi nè, mồng tơi cũng sắp dài rồi. Đây mình sẽ cho mọi người cây đậu bắp. Đậu bắp này. Nó có trái nhỏ 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 rồi nha. Sắp ăn được hết rồi. Chung là cái vườn của mình thì nó dài khoảng 3 mét nha. Còn phía dưới đây là con suối. Suối nhỏ. Nói chung là cũng yên bình lắm mọi người. Suối này thì nước chảy quanh năm luôn. Phía xa xa thì có cây cẩm tú cầu nha. Còn bên đây thì có em người Nhật hàng xóm, lâu lâu cũng thấy, cũng chào chào một cái. Nhưng mà bên đây còn cỏ quá. Còn bên kia thì cái vàng này của mấy người bạn Dubai nha. Mình sẽ qua quay cho mọi người coi nha. Đang bên Dubai thì nó có một trái của quà Việt Nam. Trên đây cũng nhiều trái lắm luôn rồi nha. Cà chua mấy bạn ấy thì nó to rồi. To chưa? Bên đây thì trồng sớm hơn mình cho nên là trái nó to rồi nha. Nên cà tím. Trở về với khu vườn của mình. Củ qua bên mình thì là mình thấy là ngon hơn nha. Cà chua. Đây bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem thành quả nha. Rau muống thì mình cắt những cọng lớn trước nha, mà bên đó còn nhiều rau muống đó. Này vô xào tỏi nha, ngon lành. Rau muống, đây là rau mùi, còn gọi là ngồi rí nha mọi người. Đó, nhìn ngon chưa, tốt mơn mởn luôn. Đây là húng lủi nha, rau thơm. Này là kẹp thịt luộc ăn nha.
quá sướng sướng. Hành, hành mình trồng nha. Đây là cà chua, xanh xanh đỏ đỏ rau nhỏ mê cà chua nha. Tới khi mà cà chua nó chín rồi đầu ăn mạch nghỉ luôn nha. Đây còn đây là hàng khủng, hàng khủng nha mọi người. Dưa leo này ăn sống chặt thịt luộc cũng ok, hoặc là miền Tây mình thì cũng hay nấu canh với thịt heo hoặc là gan heo đồ các kiểu nha. Ok lắm, hàng khủng khủng. Giờ cũng tối rồi, mình vô mình ăn cơm thôi. Đây mọi người thấy không, một buổi chiều đơn sơ như vậy thôi nhưng mà nhìn hấp dẫn chưa. Đi làm gì mệt mệt thì ăn như vậy thôi nha, quá sướng 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 luôn. Ở Nhật Bản thì có làm thì có ăn nha mọi người. Ở đây ngò gỉ nè, cà chua, rau muống, dưa leo, hành khủng, rau thơm, bún lủi nha. Mời mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.